Marigold lộ môi sưng tều, Trấn Thành cũng phải càm ràm vì giống hệt hoa hậu đại dương. Nhiều người tỏ ra lo lắng và vào hỏi hai người đẹp Hàn Quốc ngay lập tức. Mới đây, Marigold khoe ảnh đôi môi đỏ sưng tều lên trang cá nhân và nhiều người đã vào bình luận ngay lập tức. Có người cho rằng Marigold như vừa bơm môi xong. Tuy nhiên, sự thật được nữ ca sĩ Hàn Quốc tiết lộ là do cô vừa ăn bánh mì có quá nhiều ớt cay nên miệng mới bị sưng lên như vậy. Ảnh đôi môi sưng tều được Marigold đăng lên Facebook. Nguyên nhân là cô vừa ăn đồ cay xong. Một độc giả bình luận rằng nhìn môi Marigold thành hoa hậu đại dương rồi còn tát cả Trấn Thành vào. Chẳng để vợ đợi lâu, Trấn Thành đáp ngay lại rằng mấy thứ ham ăn nó vậy đó. Marigold cũng chẳng ngại chặt chém lại ông xã trên mạng xã hội. Từ khi một loạt scandal xảy ra với Trấn Thành, cả hai ít xuất hiện bên nhau và dường như không lộ ảnh thân mật như trước. Tuy nhiên hiện tại thì cả hai đã trở lại bình thường và lại tiếp tục nhây hơn. Có người nói rằng y như mới bơm môi. Trước bình luận Marigold thành hoa hậu đại dương, Trấn Thành càm ràm, mấy thứ ham ăn nên nó vậy đó. Ngay sau đó Marigold lại đi ăn bún bò tiếp, cho thêm khá nhiều ớt. Sau khi lấy Trấn Thành giảm cân, Marigold được khang sinh và trẻ hơn. Rảnh rỗi là cả hai lại đi xem phim cùng nhau.